Hello. Chào các cô chú anh chị em trong kênh trên kênh YouTube của trại bò Phúc Lộc nha. Hôm nay em có về 4 con bò già và bò cam đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Để em quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem xét nha. 4 bò này đòn xương tốt lắm nha cô chú anh chị. Đây con bò số 3 nè cô chú anh chị ơi. Bò này đòn xương khỏi chơi nha cô chú anh chị. Xương khủng nha. Đòn tốt nha cô chú anh chị. Nó có 1m36 phân nha cô chú anh chị. Bò này giá thì tầm giá nó cũng rẻ nha cô chú anh chị. Nó có 23 triệu nha cô chú anh chị. Con bò số 3 nè cô chú anh chị ơi. Bò hình tướng dáng khỏi chơi nha cô chú anh chị. Đây chân móng tốt luôn nha cô chú anh chị. Đây bò số 2 nha cô chú anh chị. Bò này bò lực nha, bò già nha cô chú anh chị. Hình lực nha, đòn đùi tốt nha cô chú anh chị. Xương này cũng vừa xài lắm nha cô chú anh chị. Chân móng hoàn thiện nha. Bò này hình đặc nha cô chú anh chị. Bò này già bò nha cô chú anh chị. Bò này giá thì nó có 27 năm nha cô chú anh chị. Bò này 1m38 băng nha cô chú anh chị. Bò này bò dày à. Bò này đòn hình thì tốt lắm nha cô chú anh chị. Đùi rất tốt nha. Bản đùi tốt nha cô chú anh chị. Đây. Đó, giá nó 27 năm nha cô chú anh chị. Bò này bò già, bò lưng nách đùi tốt nha cô chú anh chị. Đây tới hai con bò sơ khủng nha cô chú anh chị. Bò này 1m46 phân nha cô chú anh chị. Vàng cao hai con bò này đều lắm nha cô chú anh chị. Đây vàng xương cũng ốc nổi luôn. Chân mắm tốt luôn nha cô chú anh chị ơi. Đây xương này cũng là xương khủng nha cô chú anh chị. Nó 1m46 phân nha cô chú anh chị. Bò này cao lắm nha cô chú anh chị. Đoạn hình khỏi chơi nha. Hai con bò này giá rất rẻ nha cô chú anh chị. Hai con bò có 57 triệu nha cô chú anh chị. Bò này bò này cũng già lắm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nó già đó, hai con này đều bò lắm. Con cái là nó hơi ốm hơn cô chú anh chị. Bò này về mình dỗ mau nha, nó già nha. Bò cam mà bò đó cỏ nha. Bản đùi thì tốt nha cô chú anh chị. Đùi đóng sâu nha, hai con cũng đi gan nha cô chú anh chị. Hai bò giá rẻ nha cô chú anh chị, 57 triệu giá rẻ nha cô chú anh chị. Đây nó mới từ 6 phần nha cô chú anh chị. Đó, bò tốt bò luôn nha cô chú anh chị. Hai này đều quá cô chú anh chị ơi, đòn hình khỏi chơi. Với em về cũng có mấy con mini nè cô chú anh chị ơi. Đây bò này cơ thứ hai bò nha. Xương sát tốt nha cô chú anh chị. Nó 214 nha cô chú anh chị. Đây hình tốt luôn. Chứ còn 215 là hai con này nó cũng đều bò nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Dàn hình rất tốt luôn. Hàng bò này giá có 32 năm nha cô chú anh chị. Bao xe luôn nha cô chú anh chị. Đây còn chú này like cũng tốt luôn nha, miệng này ăn tốt nha cô chú anh chị. Giá cũng có 16 năm luôn nha cô chú anh chị ơi. Bò này bản đồ tốt luôn. Bò này ăn uống khỏi chơi nha, ăn mạnh lắm á. Rồi chào các cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ kênh nha.